Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với Mini World. Nhưng lần này mình sẽ không chơi ở chế độ sinh tồn trong cái này. Đây là một trò chơi mới, quên mất. Tại vì chế độ sinh tồn khó quá, mình chơi thử một lần thôi thì không được. Bởi vì mình sẽ chơi chế độ sáng tạo. Và công việc đầu tiên mình sẽ nhả. Úi giời, trời tối quá. Ủa, có pháo hoa này. Khi nào mình sẽ test pháo hoa sau. Đây, phẩm này. Phẩm xem có gì trên trời sáng không ta. Ui, pháo hoa ngày đêm được, pháo hoa ngày đêm. Úi giời, pháo hoa ngày đêm. Úng ba la, thần ra cách cả ta là thần mặt trời đây. Chúng mày anh xem đây. Nó pháo hoa, đẹp thế nhỉ. Rồi thôi kệ, đầu tiên mình sẽ xây nhà trước nha. Đây, cụ cụ này. Rất nhiều block, khối vuông này. Rất nhiều block để mình xây nhà ấy. Nhưng chắc là mình cũng xây nhà giản dị thôi các bạn ạ. Âm nào nhà thì chắc là làm bằng đá. Mà đá thì mình thích mát hơn là thích nóng. Ok. Ê, đây. Gạch nước đá. À, cái này về ngâm chân chắc là mát chân lắm nè. Khối dầu. Úi dồi, khối dầu. Đá khổng tước quặng xích xích xích. Xích tích. Âm nào đá này cho nó mát chân đúng không. Còn gạch đâu. Gạch đâu. Gạch, đây là mát lái gạch nè. Cái này gạch nè. Đây bò lóc gạch đây rồi. Rồi cần gỗ nữa đúng không. Rồi đầu tiên nhà không sao. À đâu, mình vẫn lấy được đúng không. Lấy được mấy cái này. Ừ, mình cũng phải lấy vài cái ra. Kiểu như là trang trọng cho chúng nó thấy thấy nhà mình giàu ấy. Rồi trang trọng chúng nó thấy nhà mình giàu. Quặng sắt này. Đấy, lấy mấy cái quặng này là xong. À từ từ, quên mất. Nhà đá thì cũng phải có gỗ. Ai bảo nhà đá không có gỗ đâu. Rồi, nhà đá phải có gỗ này. Từ đầu tiên mình sẽ bỏ tấm lát đi. Rồi, từ từ. Mình đã biết cách bay các bạn ạ. Đấy, mình đã học được một ít trong cái trò chơi này. Rồi, đây là chế độ sáng tạo nên mình có thể bay. Từ từ, chuyển chế độ cho các bạn xem. Đây, góc nhìn sau này. Chất chưa. Đây là phong cảnh của Mini World. Ui, đẹp chưa. Tuyết kìa. Ui, các bạn nhìn này, mình đang ở giữa trung tâm. Oh my god, trung tâm của ba miền nước. Đây là ba thế thế lực, ba hệ này. Hệ cây cối, hệ xanh, hệ xanh mát. Đây là hệ sống, hệ sự sống này. Hệ này là hệ sa mạc, hệ nóng đực. Kìa, con bò nó đang ở kia kìa. Các con thể thấy con bò không? Đấy, con bò nó ở đấy nó bị chết do nóng quá. Đây và hệ lạnh đấy. Rồi mình sẽ xuống. Wow, cây tuyết cũng vậy này thôi. Chắc là mình sẽ xây nhà giữa ba hệ. Đấy, đâu rồi? Nhà giữa ba hệ đâu rồi? Đây giữa ba hệ ở chỗ này đúng không? Mình sẽ san bằng cái này. Xíp xuống. Đây. Bên này. Tìm nhà, tìm đâu rồi, chết cha. Đây chết nhầm. Nhầm mình nhầm con ạ. Rồi mình chuyển lại chế độ góc nhìn chính này. Đây, đây là góc nhìn chính của mình. Và đây là nhà. Chỗ mình sẽ làm nhà ở đây. Đây đây chỗ góc nhà. Ơi mày nhá, mày hơi bị gà to. Gà to đang định xây nhà giữa cả ba lãnh địa nhá. Ok, đây là cục đất thần thánh. Nhưng mình sẽ phá nó đi. Rồi phá đi làm nhà. Đập đập đập. Ui, đập tuyết mình phải đập hai lần luôn rồi. Thà mình đập ở dưới này còn hơn. Đấy, đầu tiên là xây nhà to. Đấy, đầu tiên là phải xây nhà to. Chân chân chứ chứ gì. Ai đây, nhà to ở đây. Có cây xanh, cây mát ở đây này. Hay quá. Có cây xanh ở đây. Ui, con bò nó không bị lạnh kìa các bạn ơi. Hay quá, tưởng thế nào chứ. Được chưa, khu vậy. Vậy chết cha. Các bạn ơi, quên mất ở đây không có hồ nước làm sao mình tắm được. Rồi thôi, chắc mình sẽ xây hồ nước giữa sa mạc. Đấy, đây là cho thằng nào là đi ra sa mạc mà quên mất quên không mang nước đi. Đấy, cho nó sống. Rồi chết. Đây, lát bằng này để cho mát. Rồi, quên đúng này đi. Quên mất trên sa mạc mình quên mất ở giữa ba miền lại không có nước. Thế mới cày đắng. Đây, xong mình sẽ lấy nước. Đây, tạp vật. Này, tạp vật đúng không? Từ từ. Để xem mình đang tìm nước ở đâu này.
nước để mà uống chứ. Hay mình lấy cái này vậy? Đâu rồi? Hay mình lấy cái này? Rồi kệ. À quá. Rồi. Đâu có xô dầu này. Mà chắc chắn là phải có xô nước chứ. Đâu? Xô nước. À đây này, xô nước, xô nước. Đấy. Thùng nước thôi, bỏ khối sắt đi. Rồi. Mình biết cách bay lên. Rồi. Mình sẽ để một nước ở đây nè. Nước ở đây nè. Đây nữa nè. Ai. Ai giời. Ui. Các bạn nhìn đây. Wow, wow, đẹp chưa? Đẹp thế nhỉ, từ từ. Mình nghĩ ra cách hai cái một phát đây này. Kim cương để đấy. Đập cái này ở dưới này. Ơi, đấy, phải thế, nó phải như thế. Rồi, nó phải như thế. Đấy chưa? Mà nhìn huyền bí chưa? Ơi, nước chảy về đây là biển. Sẽ đập vài cái này ra. Ui, ui, ảo thuật, ảo thuật. Ảo thuật, các bạn ơi, ảo thuật, ảo thuật. Rồi, mình sẽ làm xong này rồi hắn xây nhà đã. Ui, chết, chết cha. Rồi. Thôi, hồ nước bình. Rồi, đi, 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 đi. Hồ nước bình thường tuổi gì. Bây giờ mình đã có hồ nước. Không cần thì, không cần vìa vẫn vẫn chạy tốt đấy. Hồ nước nó phải như thế này. Ôi chết, không lên được à? Rồi, đi lên, 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 lên. Lên rồi. Hồ nước nó phải như thế này. Ô, đập đâu này đấy, đẹp chưa? Không đều. Bốn góc, bốn viên kim cương này. Đấy. Bốn góc, bốn viên kim cương này. Ôi, đẹp thế nhỉ. Vàng ở đây đấy. Giàu sang thế này là mình xin giàu sang cho cái hồ nước thôi chứ à, nhà thì mình lại không xây. À được. U đà điểu cứ đà điểu. Wow, mini wow cũng có hang các bạn ơi. Con này nó bằng ngáo đá à? Ok, ra xí nốt cái này này xong. Đây là hồ nước siêu giàu của mình. Hay mình làm cái nhà dưới này đi. Ok, xin nhà trên trần gian vẫn thích hơn. Đập nát cái này. Nhờn. À đâu? Đây là cái chỗ của mình mà. Quên. Rồi bọn này hút ra đây. Đây phá mấy cái lá thôi. Ui chết cha mình phá vỡ. Thôi. Bù đắp lại cho cái cây này. Rồi giờ mình sẽ xây nhà này. Đầu tiên nền nhà cần mát mẻ đây. Cần mát mẻ mặc dù mình đang ở tuyết, sự sống và sa mạc nhưng thôi kệ, mình vẫn thích mát mẻ. Đây. Rồi, đào. Ơi chết. Đây rồi. Đặt nốt mấy block. Ui rồi. Đây là nhà mình. Sao nhà mình bé tí này? Ok, mình sẽ chỉnh lại nha. Đập nát chỗ này ra. Đấy, chỉnh lại nha. Có cái hang ở đây không được. Nhà mình là phải sạch sẽ. Không có hang hổng gì hết. Phải lấp cái hang này lại. Không là tí nữa mình ngã sụt đầu xuống đây chết. Đập cái hang này ra rồi. Đây nhà mình các bạn ạ. Đây nhà mình đấy, không phải dạng vừa đâu. Nhà này đi vào lạnh hết cả chân này. Chân mình sắp cóng lên rồi. Rồi mình sẽ lát đây nhà mình luôn. Đây là gạch mát các bạn ạ. Đây xong. Đây là nền nhà mình. Mình sẽ xây tường nhà bằng cái này. Ôi chết, không lên được à? Này lên. À được. À mình đang ở chế độ bay thôi nào. Rồi. Nhà mình cao một tí cho chúng nó nhìn thấy. Ấy. Cho chúng nó nhìn thấy biết thế nào là đẹp. Đẹp nhà, đẹp cửa. À. Người ta bảo là đẹp người đẹp nét, mình nhà đẹp nhà đẹp cửa. Hay quá. Rồi, xây nhà tiếp. Chết rồi. Kỹ năng vô địch. I can fly. Đấy. Thế chứ. Nó phải thế. Ok, mình sẽ trồng lên. Rồi, sắp tạo thành cái căn nhà rồi. Căn nhà đẹp đẽ xinh xinh của chúng ta sắp hoàn thành rồi. Mặc dù mình mới hoàn thành xong cái khung. Rồi. À được. Sao cái cây này vướng mấy cái lá thế này? Thôi kệ.
xây nhà ở giữa chả vậy. Rồi bay lên. Úi giời, được chưa, bằng chưa, hình như bằng rồi các bạn ơi, hay quá, bằng rồi. Quên đây góc này nữa. Ơi chạy ra rồi, cầu nối đây này, rồi xong, mình đã xong cái này rồi. Rồi giờ mình sẽ xây nóc nhà. nóc nhà từ ôi cha cha, đây cây đầy đầy lộn, em lộn đây, em phải chuyển khối vuông này, em phải chuyển ghe gỗ này mới đẹp. Úi giời, cái bậc thang bằng này mình ghét lắm, tại vì nó cùng màu với cái này đấy. Giờ mới đẹp này. Rồi đặt đây, ui chết, lùi, ôi chết, mình đi vào lá đi rồi. Đặt đây, ui giời, trời tối, chết, mình quên. Xây nhà xây cửa nhưng phải có giường đấy, không giường nằm đất lạnh hết cả đít. Em nào, giường đâu ta? Đây, giường. Giường của đại gia, mặc dù giường của đại gia. Đây, giường đại gia ở đâu ra? Rồi mình sẽ đặt giường đại gia ở đây. Đặt giường đại gia ở đây. Đồng thời đặt mấy block kim cương này. Đây, đặt hai block kim cương ở đây. Ngủ, ai ngủ sướng quá. Ôi dậy rồi, trời sáng. Lại một bầu trời đẹp đẽ. Rồi một buổi sáng trong lành. Rồi xây nốt kia mái nhà cái này. Này, đây là mái nhà do mình thiết kế ra đấy. Ui, cái này nhìn mái nhà đẹp nhỉ, làm cái mái nhà kiểu cái ngồi. Ô, không biết mình có ngồi lên không nhỉ? Chết, đập cái này đi. Ngồi lên không. Ui, thần thánh các bạn ơi. Cái này thần thánh là trồng ngược rồi. Cái này kiểu giống cái ghế. Tí nữa mình sẽ đặt trong nhà cái này. Này, nữa này. Đây. Rồi xong. Đây. Nhà mình phải có cái ghế. Ở trên không biết là có ghế kim cương không nhỉ? Ngồi nó sướng mông. Có ghế đá. Wow, cầu thang Sicilic nhìn đẹp này. Lấy luôn, sợ gì. Ok chết cha. Quên mất mình đang sử dụng cái này. Rồi bỏ giường đi này. Giường mình vậy là đẹp rồi. Rồi mình sẽ dựng một cái ghế ở đây. Ơi chết. Đây. Để sang hướng này nè. Rồi mình sẽ sang hướng này. Đây đấy, đẹp ngay. Ghế này là ngồi lên chắc là mát mông lắm này. Đấy, ghế Sicilic ấy. Đấy, rồi. Xong mình sẽ xây tường. Tường nhà phải có cửa sổ các bạn ạ. Không có cửa sổ xung quanh nhà không thoáng đãng tí nào. Ôi chết. Đã thêm mình xây nốt ra đây. Cần quái thì phải để thấp tịt thế này. Đấy, thế này có phải đẹp hơn không? À đây, mình sẽ để từ khối vuông này. Rồi, nhập công cụ. Này, cần cái này để làm đẹp này. Cần dương để xây nhà này. Thôi, kho này. Chết cha, nhấn nhầm. Đây, đâu rồi ta? Kệ, cần dương để xây nhà này. Bỏ cái này đi. Rồi, dương để đồ này. Bàn chế tạo để chế đồ này. Và từ bê cái đây đâu rồi, cái cầu thang đâu rồi ta, cầu thang đây, mình sẽ vứt cái bàn chế tạo đi. Sao không di chuyển được, lại bay lên này. Chết, mình mất khả năng bay ở đâu. Nhầm, sorry. Đấy, đây mình sẽ chết cha, mình cần quái phải để vậy. Mình đặt luôn nhà ở đây đi. Đấy, cần gì phải để lên lút như thế. Úi giời. Này, mình sẽ đặt kia. Dương ở... Thôi, phá cái này đi. Dương ở... Đây này, đấy. Được rồi. Vậy thì... Mình cũng học được một ít từ. Mấy cái đầu... Bất kỳ dương đấy. Này. Chết, quên. B. Quay lại. Sao khó khăn đi nhỉ? Trong cái này hơi khó khăn các bạn ạ. Đấy. Đây. Ship xuống này. Chết. Mình sẽ đi xuống. Rồi. Nhờn này.
quên mất hướng này mới đúng. Hướng này mới đúng rồi. Ui chết. Rồi. Úi giời. Rồi. Cái cầu thang đấy nhìn nó đẹp thôi cơ ạ. Chứ nó cũng vô dụng thôi. Chạy ra. Chạy. Đây cầu thang này. Con nhìn này. Ơi nhìn nó vừa khác nhau ngay. Nhưng mà nó cũng na ná nhau mà. Đây. Đây. Xây nhà tiếp. Rồi. Đập cái này ra. Ấy nhà phải đẹp tí. Úi chết. Chết. Giường mình ở đây à? Ok. Chết, đi ra thôi. Giường mình đặt cái này ra. Đấy. Xong. Giường mình sẽ ở trong góc này. Lấp cái này lại. Đó. Ôi chết. Vầy không thoáng. Rồi. Ok, mình sẽ đi lấy cửa kính trước. Cửa kính. Trà lưới sắt này không thể sử dụng, mình phải vườn hoa. Khối hình quang rồi. Ok, mình sẽ khối hình quang này. Cái gì? Tuyết à? Tuyết. Để mình xem là có cái ấy không, có cái kính không ta. Có kính không? Kính ơi ra đây cả bật. Kính đây này. Kính đây này. Wow, cái gì đây? Cửa Nguyễn, cửa gỗ ăn quả. Đây kính thủy tinh lục. Nhìn đẹp phết. Miếng gỗ đỏ vứt đi. Đấy. Thủy tinh lục mình thích màu xanh. Wow, mình sẽ đập bố cái giường mình đi. Giường mình cay thật. Quá đấy lại giường mình lại để ở đây. Giường đâu? Từ từ. Quên mất xây nhà hơi khó nhỉ. Để đây này. Wow, nhà mình cao dữ. Thủy tinh đấy, cửa kính phải như vậy. Thôi mình sẽ làm giường sau. Giờ mình phải lấp đầy cái nhà mình đã. Đây này. Ok. Cửa kính thủy tinh à, từ. Để đây. Mình chết. Đây rồi. Cửa kính thủy tinh. Ui chết. Này. Này. Ui giời xong. Cũng đơn giản nhỉ, cũng đâu có khó lắm đâu. Đây cho mình trong chế độ sáng tạo thôi. Chế độ sinh tồn khó lắm không ạ. Rồi. Xây nốt mấy bức tường này xong đấy mà. Rồi, đi di chuyển ra khỏi nhà. Rồi. 1 phát, 2 phát, 3 phát, 4 phát. Rồi. Thế nào, trên này đúng không? Được thôi. Nhưng mình cảm thấy cửa kính hơi cao không ạ. Rồi. Ôi, nhanh lên. Quên Dũng rồi. Sắp xong rồi. Rồi xong. Đây là căn nhà của mình nhưng chưa xây ngói. Xây ngói đi. Nhà ủ rột một phát là chết đấy. Chết. Đây. Nhà mà có thằng trộm nó leo thang lên phát là vỡ mồm. Wow. Wow, hay quá, vậy thì hay quá. Di chuyển sang. Đây, không phải. Đây, wow. Kinh phết nhỉ. Đây. Ôi giời ơi, vậy là ngói mình phải lấp bằng cái khác rồi. Không làm thế này được chứ. Ok, ui, khu này sáng nhỉ. Được, khu này để bốn góc tường. Rồi. Giờ mình xây nhà mái bằng thôi chứ mình không xây nhà kiểu kia được. Ấy, chết, quên mất. Mái nhà vẫn cho gạch này đi. Đấy, hai bên gạch này. Đây, gạch này hơi tối đúng không các bạn? Các bạn thấy gạch này hơi tối đúng không? Nhưng ở giữa mình sẽ cho vài cục đất có giá trị cao ra. Đấy, vài cục có giá trị cao ra. Và ở giữa thì hi. Cho kính vào. Đấy. Wow. Chết trời. Rồi. Mình đã xây xong cái phần này rồi. Rồi mình sẽ xây nốt cửa nào. Nhà mình đây. Bẻ nhà mình này. Hi. Đây, nốt cửa sắt hay là cửa kính nhỉ? Mình đang phân vân với cái cửa nào cũng được, cửa sắt cho trộm nó khỏi vào. Đấy. Trộm nó vào mà vào nó lấy hết mựa tiền của mình thì sao? Ôi, nút ấn được rồi ta.
Nút ấn. Wow, khó phết nhỉ. Mình sẽ lấy một cục gỗ ra. Cục gỗ đâu? Cục gỗ. Chết cha, mình giờ mình còn chả thấy cục gỗ đâu. Đây. Lấy vài cục gỗ ra. Đây, vứt cái này đi. Tắt cái này đi rồi. Này, crafting table này. Crafting table, từ từ. Mình phải chuyển chế độ mạo hiểm đã. Rồi, crafting table. Chế cái này, ôi mà không cần chế. Có kim cương này, thôi kệ. Cái nút ấn đâu ta? Nút ấn đâu? Ui, mình không có nút ấn này. Hơi căng nhỉ. Không có nút ấn rồi. Thôi kệ. B này. Ôi chết. Chết cha. Rồi, chuyển chế độ sáng tạo này. Cửa sắt cũng được hay cửa nào cũng được. Miễn sao mà được. Ok. B này. Ôi vô cụ đúng không? Không phải. Đã vật. À đây, cửa gỗ hoa đây. Đây, cửa gỗ thường ngày đây. Úi giời. Rồi, được, cửa gỗ này được. Rồi, mình đập cái này ra. Đập ra, đấy đây. Sao mình toàn đặt linh tinh này đây. Này thì, úi giời, được rồi. Đây, để ba cái cửa luôn. Đấy, còn cái chỗ này bị lấp bằng gạch. Rồi. Trên này tiếp này. Rồi, có vẻ nhà mình hơi gọi là tối nhỉ. Ok, mình sẽ cho nhà mình sáng trưng lên. Góc này, mở cửa ra. Nhà một người nhưng ba cửa. Con này, nhìn kìa. Có con nhìn siêu cute này. Hay quá. Đi xem thức ăn có cái gì cho nó ăn được không nhỉ. Rồi. Xem thức ăn có cái gì cho nó ăn không ta. Ui, cái gì đấy. Kẹo gum, ăn thử kẹo gum nào. Ăn kẹo gum này. Bay lên trời à. Con này. Ui, mình có thú cưng bạn ơi. Wow. Từ cài đặt game này. Không nhìn đằng sau này, ok. Wow, thích vãi, các bạn nhìn này. Wow, mình có thú cưng rồi, hay quá. Con thú của mình nhiều máu phết này. Thú của mình có vào nhà được không? Thôi chết rồi. Em ơi, em không vào nhà được rồi. Anh sẽ xây nhà cho em một cái nhà siêu đẹp rồi. Để bốn góc ở đây. Chế độ này hơi khó xây nhà các bạn ơi. Đây là mình đang cưỡi con thú cưng nên hơi khó xây nhà tí thôi. Đây này rồi. Xây nhà nốt nó trong này. Hơi tội nghiệp nó tí nhưng mà thôi kệ. Rồi, tại vì nó cũng vừa không? Béo quá bạn ơi. Béo quá nó không vừa. Vãi. Rồi mình sẽ tìm cái sau. Mình sẽ để cái nhà này nó to ra tí. Này. Được chưa. Mày gần hồ bơi nhà tao nhá. Mày được tao làm nung chiều làm thú cưng đấy. Rồi. Mặc dù nhà hơi meo mó. Ok, đập cái này ra. Này. Ok. Ngồi trên nó làm vậy thế này nó hơi đỉnh đấy các bạn ạ. Không nhìn này. Vừa góc độ đằng sau lại ngồi trên nó nữa chứ. Chân xây hai tầng đây. Rồi, thôi từ từ. Đầu tiên mình sẽ nhốt nó ở trong này ship xuống này. Nhốt nó ở trong này. Mày xây nhà cho nó. Cấm mày đi đâu nhá. Mày mới đi đâu à? Thính cả mày luôn. Tội. Mà đi với gái chết đấy. Đừng có nhận. Ok, tạm thời sẽ nhốt nó ở đây đã. Cho nhà nó sáng lên tí. Xong nhà rồi. Ok, mình sẽ vào nhà để xem rồi. Mình sắp xong nhà rồi, mình sắp được nhà rồi. Đấy, cố lên. Xây nhà thần thánh. Đập hai cái giường luôn rồi. Thôi mình sẽ ra khỏi nhà, mình sẽ quay cảnh đẹp cho các bạn xem rồi. Lộn, mình quay cho các bạn xem nhà mình. Đây. Đây là con thú cưng của mình. Ôi chết. Từ. Mình quên lỡ tay mình đập nát cái kia rồi. Ê, thú cưng mày đừng ra. Mày đừng ra nhá. Tao mất bao nhiêu công sức tao mới bắt được mày đấy. Rồi. Và đây là căn nhà của mình và đây thú cưng của mình nhá. Có hồ nước, hồ bể để bơi này. Đây là nhà mình rồi.
Ok các bạn nha. Đây, đây là nhà mình. Rồi. À, trước khi tạm biệt tất cả các bạn, mình sẽ gửi các bạn một màn pháo hoa đỉnh cao, đẳng cấp cao do công ty Đặng Minh Dũng sản xuất. Đây, cái gì đây? Pháo hoa chức năng thôi. Đây. Cái này đâu rồi? Đây đây. Màn bắn pháo hoa đỉnh cao đẳng cấp. Đấy. Của công ty chuyên dụng Đặng Minh Dũng. Đấy. Rồi. Cả Dũng một đứa ba nữa. Rồi, các bạn nhìn này. Đầu tiên sẽ là cái này. Bắn lại. Ui, đạt thưởng. Ui. Cho thêm vài quả nữa. Rồi. Đây là pháo hoa xịn quái các bạn ạ. Đây. Thế quái thì chết đấy. Rồi. Đây là pháo hoa. Gì đấy? Đấy chức năng. Wow. Ui, khoan nổ to vãi. Ui. Ui. Có nhiều màu thế. Ở đâu có một màu. Và đây sẽ là pháo hoa cuối cùng. Pháo hoa tại ngọn này. Thôi nha. Đây. Thôi. Đây. Thôi.